Rồi, vô sen. Rồi em mời anh Phạm Văn Công ở Sóc Sơn, Hà Nội vô xem mấy chục xế của anh nha anh Công. À, anh Phạm Văn Công, mời anh Phạm Văn Công vô đây, số điện thoại anh Phạm Văn Công đây nha. Anh em nào ở gần Sóc Sơn, Hà Nội, mời anh em vô xem. À, có cần biết thêm chi tiết về chục xế có thể điện số điện thoại này đây, đây của anh Phạm Văn Công. À, mời anh Công vô xem chục xế của anh nha anh Công. Em đã sửa ép thẳng rồi bạc mặt cho anh em luôn nha, đảm bảo đồng tâm đồng trục cho anh em sử dụng nha. Chục xế cũ của anh Công chuyển vô cho em sắp sửa lại. À, anh Công ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội. À, mời anh Công vô xem chục xế của anh Công. Em vạt thẳng mặt cho anh luôn, sửa ngay cho anh em nha, không ngay là không lấy tiền của anh em nha. Ở đây em sử dụng máy tiện dài để đảm bảo sự đồng tâm đồng trục cho anh em. Máy tiện em rất liền nha, máy tiện liền không thấp nói. À, để đảm bảo đồng tâm đồng trục, máy tiện em rất dài, mời anh em xem nha, rất dài thưa anh em. À, rất đảm bảo đồng tâm đồng trục cho anh em, sử dụng máy tiện liền không thấp nói cho mà mạnh mẽ cho anh em xài, không rung máy. À, tránh tình trạng phá sên hư xích của anh em nha. À, sửa trục rất ngay cho anh em sử dụng, mời anh em vô xem. À, thấy hài lòng ủng hộ Hoàng Mai nha. Hoàng Mai 0907 790079. Đây, xưởng em đây, cơ khí thành nhân. À, điện thoại em đây. Mời anh Phạm Văn Công vô xem chục xế của anh nha anh Công. Anh Công ở Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. À, em sửa thẳng quạt mặt cho anh em luôn nha. Ở đây em ép sửa thẳng luôn cho anh em. Ở đây em nhận sắp lại và làm chục xế mới cho anh em. Anh em ở gần anh em mang tới em, anh em ở xa chuyển qua đường bưu điện giúp em nha. Cứ mang ra bưu điện những cái chi tiết anh em nào cần muốn sửa chữa hay phục hồi hay làm mới, gửi mẫu cho em bằng đường bưu điện giúp em hết cho nha anh em. Hoàng Mai 0907 790079, anh em gần xa ủng hộ. Cảm ơn anh em gần xa từ Bắc vô Nam nha. À, cảm ơn tất cả anh em ngoài Bắc ủng hộ Hoàng Mai thì cái mảng trục xế rất nhiều, về cái cơ khí cũng vậy, lốc số máy gặt cũng thế. Cảm ơn anh em gần xa tin tưởng ủng hộ Hoàng Mai. Hoàng Mai 0907 790079. Một lần nữa em nhắc lại là của anh Phạm Văn Công ở Sóc Sơn, Hà Nội. Anh em nào ở gần muốn làm trục xế có thể tham khảo và ý kiến của anh Phạm Văn Công, quay số điện thoại của anh Công đây nha. Em thường hay quay những cái số điện thoại để cho anh em tham khảo. Anh em có thể bấm đứng màn hình lại để xem số điện thoại nha. Em quay rất chậm để anh em tham khảo được cái trục xế của sản phẩm bên em. À, rồi đạt anh em ủng hộ em. Hoàng Mai 0907 790079.